cha hay chỗ này không? Nhí ơi, ở đi cái Nhí con nhìn nhìn đây xem là gói không? Đồ. Đây, đồ đây. Lấy cái rơm nó ra đây bố bắt đôi này để mang lên bón. Lấy cái gì? Lấy cái lá rơm gì đấy. Nhìn đi. Nhìn đi con ơi. Một đôi nhá, một đôi. Một đôi. Bố mẹ đây. Để đâu? Rồi, cứ vạch vạch cái này ra. Cái bố bắt. Con đi lên đi, đi lên đi. Đúng tầm bón anh em nhé. Con này vẫn còn ngây ngô lắm. Đấy, nó hơi hơi còn chưa nghe là nào. Đúng tầm bón luôn. Một con cứng hơn một chút. Đây là 22 tháng 7. Em cho một đôi ra bón. Tướng ta bố mẹ đây. Con dưới này con mái nhá. Con mái rất to luôn. Đó. Mái rất rõ luôn. Trên này con trống này. Sinh sản rất hay. Nuôi thì các bạn dùng những cái lồng có cái ống nước như thế này các bạn nhé. Đấy. Rất đẹp. Một đôi rất đẹp luôn.